Calo Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Trước khi mà yêu cô và lấy cô là chú đã quen một vài cô khác rồi. Vậy thì sau khi mà đám cưới với cô rồi á, tính tới thời điểm này có lần nào chú lạc lòng với ai nữa không? Cái đó thì thường là phụ nữ ai cũng phải lo. Nhưng mà mình cũng nghĩ là tại vì bản chất của mình là hiền. Rồi mình nghĩ là đức thắng tài đi. Mình ăn ở hiền hậu có đức, không có đánh đổi nào mà ảnh xấu với mình. Với mình cũng tham khảo một số chị em ảnh đi hát chung rồi đó. Dạ. Thấy ai cũng là không có gì với ảnh hết. Chứ thí dụ ảnh có cái gì bên ngoài thì làm gì người ta cũng to nhỏ gì cũng có nói với mình. Nhưng mà có lần nào bị tình ngay Lý Giang không chú? Có. Kể đi. Có tình ngay Lý Giang đợt đó đó. Ảnh đi lên trung tâm văn hóa, ảnh cộng tác anh làm cho ảnh á. Cái mình ở nhà tự nhiên có cô đó cô điện lại. Cô hỏi phải tên mình không? Nó già. Cái nói tôi ở bên Long Thuận nè, tôi biết gia đình anh chị. Tôi biết chị hiền lắm, gia đình chị hạnh phúc. Thành ra tôi nói cho chị biết gì đó. Cái ngày đó đó là ảnh đi qua Long Thuận này, ảnh hát rồi ảnh quen với cô kia. Rồi nói ảnh nhắn tin cho cô đó nữa, rồi mua quà cho con cô đó nữa. Là những cái trường hợp đó là nếu mà người phụ nữ mà nóng tính hoặc là không tin tưởng chồng á, chắc có thể là làm lên với cô kia. Nhưng mà mình thì mình dịu lắm, mình suy xét kỹ lắm, mình mới nói thôi chị nói thì tôi cũng cảm ơn chị, nhưng mà để tôi phân tích chị nghe. Cái là ảnh á, lúc đó là thời điện thoại trắng đen đó, mới mua bị lớn à, chưa có biết xài. Cả hai vợ chồng cùng đang là tập nhắn tin mà chưa biết nữa, thì nói nhắn tin là ảnh chưa biết. Cái thứ hai là ảnh không có ga lăng, thành ra là ảnh mua quà cho con của cô đó thì chắc không có đâu. Nhưng mà chị nói thì để tôi cảnh giác, nói thì nói cho im vậy đó. Chứ bắt đầu là cầm điện thoại lên điện ảnh liền. Dạ. Anh đang ở đâu? Cái ảnh nói anh đang ở trung tâm văn hóa nè, anh về liền đi. Nói có gì không? Nói có. Chứ không bao giờ nói chuyện mà kiểu mà nhắc gừng mà mạnh dạn gì đâu. Ảnh về, bà ngoại rồi ba mẹ con là bốn người ngồi ha. Ảnh bước vô hỏi gì vậy? Gì mà ba bốn người mà ngồi mà người nào nấy mặt không đứng hết nè. Cái mới hỏi hổng gà anh đi Long Thuận làm sao? Nói, ủa thì anh đi bữa đó đi đám cưới ra đi đám bữa đó đó. Rồi anh gặp ai? Gì gì hỏi tới tới hằng hồi thì ảnh tình ngay mà ảnh có sao ảnh nói vậy hằng hồi thì thôi cũng giải tỏ cũng xong. Ủa mà sao? Ủa sao đơn giản vậy? Vậy là dù làm sao? Anh có tặng quà cho cô đó không? Đâu có đâu. Thì cũng kể cho ảnh nghe là cô đó đó điện đó. Thì ảnh ngồi ảnh cười. Bữa đi qua đó là có gặp cô đó. Nhưng mà đâu có tặng quà gì đâu, quà đâu tặng. Nhưng mà cô đó là cô nào? Có tình cảm với người ta không mà bị đồn? Nói chung thì mình đi hát cặp đó thì cũng có tình cảm quen nhau thôi chứ còn không có phải gì. Mình nghĩ chắc lúc đó là ảnh hát với cô đó thôi. Rồi cái cô kia là bạn của cô đó, cổ nghi, cổ nghĩ vậy thôi. Nghệ sĩ mà thí dụ đi hát chung thì cũng có chút cảm xúc với nhau. Đúng rồi. Nhưng mà biết dừng là lúc nào thôi. Đúng. Còn cái chuyện tặng quà thì vui vui giống như Hồ Linh tặng Ngọc Lan, Ngọc Lan tặng Hồ Linh, chuyện rất bình thường thôi. Nhưng mà để mình đừng có gọi đi riêng rồi ôm rồi tủ tỉ tò te gì đó, không có thôi đúng không? Chứ chuyện nghệ sĩ mà thật ra chồng của vợ nghệ sĩ là ghen là mệt lắm. Dạ. Yeah. Từ ngày mà chú cảm mến cô rồi cho đến chú tỏ tình với cô đến lúc cưới cô là chắc là chú chưa viết cho cô một cái lá thư nào hết đúng không cô? Cái đợt đó 8 tháng 3 có. Đó là cũng hay lắm mà giờ bỏ đâu lạc đâu không biết nữa. Yeah. Hôm nay chú bù đắp lại cho cô bằng một cái lá thư khác. Và con sẽ xin phép cô để con đọc cho cô cũng như là khán giả được nghe. Thư gửi người vợ mến yêu Kim Anh. Em yêu mến, hôm nay trong chương trình Tình Trăm Năm, anh có đôi lời gửi đến em để tỏ lòng yêu mến của anh đối với em. Nhớ lại ngày mình thành hôn đến nay đã hơn 30 năm rồi em nhé. Những vui buồn trong cuộc sống, vợ chồng mình cũng chia sẻ tâm sự cùng nhau. Và đến hôm nay, mình cũng đã có được ba đứa con ngoan hiền, hiếu thảo, biết lo cho ba mẹ và gia đình. Em yêu, trong cuộc sống vợ chồng, có nhiều lúc anh làm cho em buồn vì tính anh quá vô tư và lời nói có lúc không được ngọt ngào, ga lăng, lãng mạn. Nhưng đó chỉ là một bản tính thôi em à. Nhắc lại những câu nói vui của vợ chồng mình là em nói anh gặp em là có phước ba đời. Anh nói lại là em mà gặp anh á, là có phước cả đời luôn. Rồi cả hai cùng cười. Nói cho vui vậy chứ, chuyện vợ chồng trên 30 năm nói biết bao giờ mới hết. Thôi, anh tạm dừng bút nhé. Để về nhà đã đi, anh sẽ nói với em thật nhiều, nhiều nhé. Hôm nay trong chương trình Tình Trăm Năm, anh chúc em nhiều sức khỏe, mãi mãi là người vợ hiền và người mẹ tuyệt vời của ba đứa con mình nhé. Hôn em,
chồng yêu của em, Khánh Văn. Trời ơi, ngọt dữ rồi. Cảm ơn anh. Anh là người tình cảm đó chứ. Dạ. Có bao giờ ông thủ thỉ nói chị những cái lời như vậy chưa? Nói thì mạnh dạn lẹ làng chứ không nói cái kiểu mà nhẹ nhàng tới vậy gì đâu. Ôi đó anh làm gì chị buồn vậy? Nói chung thì tôi nói chuyện thì không được ngọt. Nó giật một giật hai thôi. Đôi khi mình hỏi cái gì thì trả lời cho bình thường đi, trả lời hơi nặng chút xíu. Mình thì mình sống là mình nội tâm hơi nhạy cảm, mà nói mà hơi chút xíu là mình cảm thấy mình bị tổn thương, là mình buồn. Em kêu hỏi anh làm gì chưa? Chưa, làm rồi. Mà nói bình thường mà tại cái giọng như vậy đó. Giọng chứ không phải mà vì cổ nói mình là nói chuyện không có ngọt. Thì sau này nói chung cũng hiểu, anh nên hiểu trong này. Có bao giờ anh nạt thì lần nào chưa? Chưa. Nói chung thì bà xã tôi cũng có phước, gặp tôi cũng có phước. Có phước cả đời á. Tôi chưa có khi nào mà tôi là la cự gì dở. Con này cổ thấy vậy chứ. Tôi thiệp cổ không. Không hả? Tôi thiệp cổ không. Có gì cổ giận hờn thôi, tôi đang nghỉ rồi chắc ăn. Không rồi, đang nghỉ vợ mình chắc ăn, tôi thấy dạ, rồi. Vậy mà nó êm ấm lên. À. Những cái lúc mà anh thiệp vậy đó chị. Thiệp rụt tùng luôn rồi. Rụt tùng luôn, coi như là quắc luôn á. Chị có thấy người đàn ông này đúng là của mình không? Đúng dạ, không? Dạ. Người khác là không thiệp, là cừ, là hoài là cũng mệt lắm á. Chứ nhầm khi phụ nữ mà mình nhiều chuyện để lo, khi mình cũng buồn, có khi hơi bực thì la chứ nói gì chứ. Mình hiểu là mình rút kinh nghiệm một lần. Rồi sao cái mình bớt lại. Cuộc sống nó yên bình vậy được anh chị ơi, cứ thế thôi. À, chúng ta sẽ đến với hình ảnh của con mình nha. Xin chào chương trình Tình Trăm Năm. Con tên là Lê Khánh Nam. Con năm nay học lớp 12. Do bận việc học cho nên là con không thể nào mà lên tham gia chương trình cùng với ba mẹ con được. Thời gian qua con biết ba mẹ cũng đã vất vả vì con rất là nhiều, nhưng mà con cũng chưa có làm được gì để cho ba mẹ có thể vui lòng. Con mong ba mẹ luôn khỏe mạnh và có thể sống tốt bên các con. Và con hứa là cũng sẽ cố gắng sống tốt hơn và học thật giỏi để sau này có thể báo đáp lại công ơn sinh thành của ba mẹ. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Tình Trăm Năm. Nhân đây thì con cũng xin có ít lời gửi đến ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ đã luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho tụi con từ khi tụi con còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Mặc dù tụi con đã trưởng thành rồi, nhưng mà trong mắt của ba mẹ, tụi con vẫn luôn là những đứa con bé nhỏ của ba mẹ. Khi con còn nhỏ, ba chở con trên chiếc xe máy. Lúc đó thì vô tình va chạm với một chiếc xe máy khác, hai cha con mới té xuống đường. Lúc đó thì ba cũng không quan tâm là ba có bị thương ở đâu không và xung quanh như thế nào, mà ba chạy đến bên con và ba hỏi con một câu là con có sao không. Con nghĩ là cái chuyện đó có thể là ba không có nhớ, tại vì đối với ba đó là điều rất là bình thường, nhưng mà đối với con đó là điều rất thiêng liêng mà con không bao giờ quên được. Còn với mẹ thì cách đây cũng nhiều năm rồi, mẹ lên Sài Gòn mẹ thăm con. Thì lúc đó con bị sốt. Con không biết là đêm đó mẹ có ngủ hay không, nhưng mà khi mà mỗi khi con thức giấc thì con thấy mẹ lấy khăn mẹ chườm trán, chườm tay, chườm chân cho con để con hạ sốt. Cái điều đó là con cũng nhớ mãi đến tận bây giờ. Tính của con thì hơi khép kín, con khá thẳng thắn, con không giỏi trong việc thể hiện tình cảm bằng lời nói, cho nên đôi khi là con cũng làm cho ba mẹ buồn. Con biết là ba mẹ không có trách hờn gì con cả, nhưng mà nhân đây thì con cũng muốn gửi lời xin lỗi đến ba mẹ. Con xin lỗi vì những lần con đã vô tình làm cho ba mẹ buồn lòng. Con mong rằng gia đình của mình mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Con chúc cho ba mẹ nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc. Con yêu thương ba mẹ rất nhiều. Con cảm ơn vì con được làm con của ba mẹ. Chào ba. Chào mẹ. Hôm bữa giờ con không có liên lạc thường với gia đình á, là tại vì con muốn giữ cái bí mật này cho đến phút cuối, để lên chương trình ba mẹ được bất ngờ. Thật ra gia đình mình nó nhiều chuyện vui lắm, nếu mà kể chắc là vài ngày cũng chưa hết nữa. Nhưng mà con thấy là vui nhất đó là khi mà mình đi du lịch với nhau á, gia đình mình đi rất là nhiều nơi thì mình gắn kết được rất là nhiều thứ và tạo được rất là nhiều kỷ niệm. Sáng nào gia đình cũng đi cà phê hết và gia đình rất là thích mặc đồ gia đình. Gia đình chúng ta có rất là nhiều đồ giống nhau luôn, chắc cỡ gần cả chục cái vậy đó. Con thấy rất là may mắn khi mà lúc nào ba mẹ cũng ở bên cạnh của con để hỗ trợ cho con. Trước giờ là những cái gì mà tụi con làm á, ba mẹ đều luôn ủng hộ, dù là trong công việc, trong học tập
hay là trong chuyện tình cảm, ba mẹ luôn theo ý của tụi con hết. Việc mà con kết hôn á, thì con biết là ba mẹ cũng đắn đo suy nghĩ rất là nhiều. Vì khi con kết hôn rồi phải đi nước ngoài, thì con biết là ba mẹ cũng rất là buồn về chuyện đó. Thì cái chuyện buồn gần đây nhất chắc là cái chuyện mà con đi Nhật để định cư với chồng con. Lúc mà ra sân bay thì ba mẹ không có khóc, nhưng mà con biết là ba mẹ rất là buồn, và sau đó về mới khóc. Thì con biết điều đó chứ, tại vì cái tính con cũng giống mẹ nữa, chuyện gì cũng giấu hết á, mình không muốn làm cho người khác lo lắng. Còn về phần ba á, nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ cũng yếu đuối lắm. Trong đời thì có hai lần con thấy ba khóc. Lần đầu tiên là khi mà ông nội mất, và lần thứ hai là vào cái ngày ở đám cưới của con, cái đêm xuất giá, thì ba xúc động với ba khóc. Ba mẹ cứ yên tâm đi, chồng con rất là thương con, như là ba thương mẹ vậy đó. Ba mẹ, 僕たちの結婚を許していただきありがとうございました。これから僕がアンさんを守っていきますので安心してください。これからも夫婦二人仲良く暮らしていってください。Và điều cuối cùng con muốn nói là con thương ba mẹ nhiều lắm.Vui quá chị hả? Cảm xúc chị như thế nào? Xúc động, vui, hạnh phúc. Anh là Linh biết đó là cái cô có chồng Nhật á, là đi cách đây cũng mới 2 tháng à. Hơn 2 tháng mấy ngày. Thì cái lúc mà đưa ra sân bay, gia đình đều không ai khóc hết. Ai cũng đều để trong lòng, không khóc, để khóc để bình định với nhau. Nhưng mà đêm đó vợ chồng đi về, xe đi về đó, thì lên xe khóc tới nhà luôn. Em khóc dữ lắm, 4-5 tiếng đồng hồ tới nhà khóc luôn. Con nhỏ lớn nó về nhà nó khóc nhiều, còn con nhỏ này nó ra sân bay một mình. Nó là khi mấy bữa sau nó kể lại là nó nói là con khóc muốn ướt sân bay luôn, khóc lắm. Nói chung là gia đình là mẹ con đều gồng hết, không ai khóc hết, nhưng mà về thì mạnh ai nấy khóc. Bây giờ sẽ có người đến thăm anh chị nha, nha. Rồi xin mời. Rồi nó làm bất ngờ nữa. À, bất ngờ nữa rồi. Sao bất ngờ vậy anh? Con mới lên hả? Dạ em chào anh Nguyễn Minh Ngọc Lan. Rồi. Chào em. Nãy còn giả bộ nói bữa nay con bận học đồ nữa. Con thương bố mẹ thế nào, có thể chia sẻ với bố mẹ ngay lúc này không? Con cũng không có biết nói cái gì nhiều á, tại vì con cũng kiểu người hướng nội á, nên là có nhiều lúc con thương nhưng mà con không có biết cách thể hiện. Mà con cũng hay làm ba mẹ buồn hoài, mặc dù trong lòng con rất là thương ba mẹ. Bây giờ con chỉ biết là cố gắng học thật tốt để sau này thành công thôi. Gắng năm nay năm cuối cấp là gắng học cho tốt. Gắng học đẹp trai con. Đẹp trai quá trời luôn, mặt rất là sáng. Đi đâu đi theo con đường nghệ thuật, con có đam mê gì, đường nghệ thuật gì như ba không? Thì con cũng có thích làm ca sĩ. Bây giờ Hồng đang đi hát ở đâu? Hồi trước thì em có theo quân khu 7 nhưng mà em cũng rời đoàn rồi. Bây giờ em còn đồng tự do, em cộng tác với các đài truyền hình này kia. Hôm nay thì em muốn nói gì với bố mẹ? Nói chung là em cũng nói gom gọn trong cái clip của em rồi, cho nên là nói thì em nói dở lắm, em nói bị vấp bắp này kia nên em cũng ít có nói lắm. Em với ba mẹ nói chuyện cũng không có hợp lắm, nói chuyện hồi là nó không có mâu thuẫn, là nó không có hợp nhau. Không hợp nhau về cách thế hệ, hay là không hợp nhau về gia đình, hay về gọi là quan điểm trong cuộc sống, hay là về nghề nghiệp của mình? Về khoảng cách thế hệ và về quan điểm nó khác nhau, cho nên là nói chuyện với nhau nó không có hợp lắm. Chị không biết là trong cuộc sống của em đã có được những cái sự trải nghiệm nó có đủ đầy để mà em nhận ra được một điều rằng là chúng ta không thể nào thay đổi được ai hết, mà nhất là cha mẹ của mình. Nên là cái việc mà cách biệt thế hệ là em phải là cái người nương theo ba đúng mẹ rồi. Em phải nhận ra điều đó sớm chứ đừng có để nó quá trễ. Khi mà 1-2 năm nữa em mới nhận ra rằng là tất cả mọi cái chúng ta đều phải nhường theo cái quan điểm của cha mẹ mình, thì lúc đó trễ rồi, cha mẹ lúc đó già. Qua những lời chia sẻ của chị Lan thì em cũng hiểu, và con cũng sẽ cố gắng là dung hòa với ba mẹ hơn. Giống như cái gì ba mẹ nó không có hợp ý con và con không hợp với ba mẹ thì thôi mình lướt lướt cho nó qua đi. Vậy đó mà. Lướt lướt đi. Mình là một gia đình mà. Cũng có người nói nghiệp rồi anh hả? Dạ. Có người nói nghiệp rồi. Hồng hát cũng rất là hay, mà nay bây giờ trước khán giả truyền hình Hồng hát câu gì cơ? Dạ em xin gửi đến một đoạn ngắn trong bài vọng cổ Hai Sắc Hoa Tigon. Tôi dừng đi
tranh cuộc đời, ái ân lạc lẽo của chồng tôi. Và từng thu chết, từng thu chết, dần dấu trong tim bóng một người. Từ đó mây phen thu đi rồi thu lại, lòng tôi còn cô đơn lạnh giá đến bao giờ. Ai đã ra đi cho bến đời sông chờ, tôi bâng khuâng nhớ những mùa thu chết. Ai đợi ai chờ nơi bến đời mùa đông? Anh thở dài trong lúc thấy tôi vui, vuốt tóc tôi, anh thì thầm khẽ bao. Xác qua tàn như xác vỡ con tim, anh sợ tình ta cũng có ngày tan vỡ. Ngọt quá trời quá đất luôn rồi đó. Nghe ba gửi con cái này nè. Gia tài cưới là một bài ca vọng cổ, gửi cho con bà nhắm mắt cũng yên lòng. Trời ơi, thương quá. Có bao giờ cha con hát chung với nhau không? Dạ lúc nhỏ ở dưới quê thì em hay đi hát chung đó, với ba. Hát chung nhiều lắm. Hát song ca với ba. Thì anh có món quà là muốn tặng chị. À, cũng xin nói với anh Nguyễn Linh với cô Ngọc Lan là hôm nay thì đứa gái nó lúc mà đám cưới nó đó là nó có nó ba mẹ đó đám cưới không có cập nhẫn, cho nên là lúc đám cưới nó có tặng ba mẹ cập nhẫn, thì sẵn dịp hôm nay cái chương trình tình trăm năm hai chồng sẽ tặng nhẫn với nhau. Quyền Linh và Ngọc Lan chứng kiến giùm, giống như hấp hồn đó, hấp hồn rồi. Hồi trước khổ quá đám cưới không có nhẫn, cho nên hôm nay con mình nó biết mình tham gia cái chương trình này nè, nó kêu bà để cập nhẫn, nó dành để trao nhẫn để cho Quyền Linh và cô Ngọc Lan chứng kiến. Lãng mạn, cũng lãng mạn lắm. Nghe bên Nhật cái coi hình ảnh này nó khóc quá. Thôi cả nhà mình ôm nhau nào. Nào, cả gia đình nào. Đấy. À, thôi à, chỉ cần như đó thôi, chỉ cần hạnh phúc thôi. Nó sẽ giúp chúng ta tất cả vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Và khoảng cách thế hệ nó không còn nữa, bởi vì những cái lúc vui vẻ bên nhau này ha. Chạy. Má trời ơi. Năm, bốn, ba, hai, một, giữa ba. MC Quyền Linh và Lê Lộc xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta được gặp nhau trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h40 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại vào lúc 18h cùng ngày trên kênh YouTube MTV Media và ứng dụng Netlove. Cảm ơn quý vị và bạn quan tâm theo dõi chương trình, và đó là những câu chuyện luôn luôn mang đến nhiều cảm xúc khác nhau. Con có bao giờ con nằm suy nghĩ là mình sẽ làm dâu thế nào đây lòng? Dạ có chứ, nhưng mà con tự tin, con tin chắc rằng mình sẽ làm dâu tốt. Bởi vì ngồi ở đây con được tiếp thu, con được hấp thụ rất là nhiều chất dinh dưỡng rồi. Con nghĩ là con như cái ngòi bút chì đó, con được chuốt mỗi ngày nên chắc chắn một ngày nào đó con sẽ nhọn lên. Con sẽ vẽ được một cái bức tranh giữa vợ chồng mình cho nó đẹp hơn. Chính xác, đúng dạ. Đó là những điều mà chúng tôi luôn luôn muốn lan tỏa đến những người đang chuẩn bị làm dâu hoặc đã làm dâu mà chưa bao giờ làm dâu. Rồi, câu chuyện ngày hôm nay thế nào? Xin giới thiệu, đó là mẹ Trần Thị Tuyết và dâu Phạm Thị Hà My. Họ đã làm dâu hay là đến từ Bến Tre cho việc để xem câu chuyện ngày hôm nay như thế nào. Dạ. Xin mời. Rồi, xin chào chị. Dạ, xin chào. Xin chào nàng dâu. Mời mẹ chồng nàng dâu ngồi ạ. Chương trình mẹ chồng nàng dâu rất là vui khi chào đón mẹ chồng nàng dâu từ Bến Tre lên đây để tham gia chương trình. Bến Tre chị. Chào cô. Thì có thể giới thiệu mình. Chào Linh với Lê Lộc. Dạ, tôi tên là Tuyết, năm 2 tuổi, từ Bến Tre. Bến Tre.
Kêu đi chợ về kêu con đặt ra